Như quý vị, có một số khán giả nói Dương Đại gọi là Tetro là một thằng thì nhớ phải tội nghiệp cho nó, bảo dạ thưa không. Quý vị có lòng đạo đức thì tôi cảm ơn. Nhưng mà tôi chỉ gọi những cái người nào mà đúng với tư cách của họ. Tetro là một người da đen, châu Phi, mà làm những hành động mọi dợ thì chúng ta gọi nó là một tên mọi châu Phi, mọi da đen. Tại sao vậy? Vì Tetro mà thằng Tập Cẩm Bình nó mới giấu giếm cái vụ dịch Vũ Hán. 6 tuần lễ nó ra lệnh cho Tetro phải nói rằng dịch Vũ Hán không nguy hiểm, dịch Vũ Hán không truyền từ người qua người. Tàu Cộng là một quốc gia làm việc rất thành công. Tập Cẩm Bình nó bỏ tiền mua chuộc tên Tetro châu Phi này, và nó mua chuộc thằng Bill Gates của Mỹ. Bởi vậy cho nên thế giới này mới bị, cho đến bây giờ là 3 triệu người đã bị nhiễm bệnh và chết hàng trăm nghìn người. Quý vị có cái lòng nhân đạo thương người ta được, không muốn gọi bằng thằng, nhưng mà quý vị lại không có lòng nhân đạo khi mà để cho 1 triệu người chết, quý vị không thương tâm. Nếu quý vị là một người công chính, quý vị phải thương 1 triệu người chết. Mà là cái thủ phạm là ai? Là thằng Tập Cẩm Bình, là cái thằng Tetro, là cái thằng Bill Gates. Thì chú quý vị là những người có lòng nhân, thì vậy là một là quý vị kém cỏi, hai là quý vị giả dối, ba là quý vị không thực tế. Bây giờ tôi không thể nói gọi một cái người sát nhân, một giết người như là thằng Tập Cẩm Bình mà bảo nó là một ông chủ tịch tổng bí thư Tàu Cộng, Tập Cẩm Bình, mà tôi gọi nó là một cái thằng giết người. Tetro là một cái thằng châu Phi da đen mà nó ăn tiền thằng Tập Cẩm Bình để nó phù cho tàu giết 1 triệu người. Thì đó, hàng trăm nghìn người, 3 triệu người bị mắc bệnh, và bây giờ số người chết vẫn gia tăng, cả thế giới đau khổ. Thì tôi phải gọi nó là cái thằng giết người, chứ thằng mọi da đen giết người chứ. Chứ tôi lại nói rằng là cái ông tổng thư ký y tế quốc tế giết người à? Cũng như là con mẹ Hillary, ông Donald Trump, ông đừng có nói rằng là đệ nhất phu nhân Hillary đâu. Ông ấy nói đấy là con mẹ crook Hillary, là con mẹ lường gạt, con mẹ lươn lẹo, con mẹ lừa chồng, đưa người cửa trước, rước người cửa sau, với cái giống quỷ đó mà lại bỏ phải nịnh bợ. Trong khi con mẹ đó đã từng giết 50 người với thằng chồng Bill Clinton. Câu đó không phải tôi nói à. Quý vị tìm cái tác phẩm Clinton Cash, nói đến 50 cái chết của 50 người một cách ám muội mà đều liên quan đến hai vợ chồng cái tên cả trớn này. Rồi đến cái thằng Obama, bây giờ quý vị lại bảo tôi rằng phải gọi nó là ông Tổng thống Obama, ông Tổng thống Barack Obama không? Tôi gọi nó bằng thằng là vì cái thằng đó là cái thằng khốn nạn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Quý vị có hình con đó, nó gặp thằng Hồi giáo ở bên Saudi Arabia, nó cũng cúi đầu 90 độ nó lại. Rồi nó gặp cái thằng Khamenei, thằng Hồi giáo của Iran, nó cũng nghe chuyện thôi, mà nó cũng phải cúi 90 độ để nó nghe chuyện. Rồi nó qua bên Nhật, nó gặp cái thằng Akihito, vua của nước Nhật, nó cũng phải cúi 90 độ để nó kính chào vợ chồng Akihito. Nhưng mà khi mà nó ngồi trong tòa bạch cung nói chuyện với các bộ trưởng, tổng trưởng, tướng, da trắng, nó gạt chân lên bàn một cách rất là mất dạy. Thì với một cái tên mất dạy như vậy, quý vị thương, tôi biết quý vị thương, quý vị là người có lòng nhân, quý vị tốt lắm. Nhưng mà quý vị lại vô tình quên đi cái sự khốn nạn của những người da trắng, những người nhân viên bị cái tên mọi da đen này nó khinh rẻ. Donald Trump thì tụi báo chí này cũng vậy, tôi phải gọi tụi báo chí này là một cái tụi cả chớn. Là vì Donald Trump là một người lo cho dân, lo cho nước, làm việc không lương không lậu. Thế mà nó chửi Donald Trump từ A tới Z. Trong cái thằng Obama này nó nói rằng Black Lives Matter, chỉ có những người da đen mới đáng kể. Thì quý vị là không dám nói nó là kỳ thị. Nó là kỳ thị rõ ràng. Cho nên đối với cái bọn tư cách của nó như vậy mà chúng ta mở nó lên, thì chỉ có cái nước đó là một là người đạo đức giả. Cũng như Cộng sản bây giờ, nó giết dân. Một tên thủ tướng mà lên nói rằng là
Maje in Việt Nam. Mà quý vị bảo tôi phải gọi nó một cái ông thủ tướng Maje, tôi gọi không được. Tôi nói là cái thằng cả chớn. Maje in Việt Nam. Đấy không phải tên ăn nói, cứ lối nói chuyện của một tên thủ tướng. Cái đó tên nói chuyện của một cái tên gọi là Bảy Đáp, là một cái tên giết heo, là một cái tên ăn trộm. Một tên thủ tướng mới nói rằng là Clever. Thủ tướng cái kiểu gì vậy? Đấy là một tên mọi. Nhưng mà chỉ có Cộng sản nó mới có. Còn nếu bây giờ quý vị muốn là tôi phải nói ông thủ tướng Mai Dê Việt Nam, trong danh từ chính trị nó không có cái câu đó. Quý vị mở từ điển tìm cho tôi có một cái ông thủ tướng Mai Dê Việt Nam không? Giờ tôi là phải nói cái ông thủ tướng Clever. Không có. Sách vở chưa bao giờ có. Cho nên người ta có lắm người nói rằng cái thằng thủ tướng, cái thằng giết heo này, nó nói rằng là Clever có nghĩa là nó nói là cạo lông mẹ vợ. Rồi Clever nó là cạo lông vợ. Người ta diễn tả như vậy. Mà như thế mà quý vị vẫn muốn gọi nó là ông. Thế thì quý vị là người tốt. Thì sau tôi sẽ bắt chước quý vị nói là cái ông thủ tướng cạo lông mẹ vợ. Ý bà quý vị cũng muốn nói như vậy phải không? Nhục nhã cho nước Việt Nam mình, nhục quốc thể. Cũng như là tên mọi da đen Obama làm nhục quốc thể nước Mỹ. Nó khinh da trắng. Có cái tổng thống nào nói chuyện với bộ trưởng mà ngồi gạch trên liên bang không? Hình chụp con đó. Cho nên quý vị nếu là người thật lòng đạo đức thì quý vị phải biết đó là sự thực, chúng ta không chối cãi được. Rồi chúng ta có một bản tin nữa hay. Hôm nay toàn tin hay không à? Ông Tổng thống vừa ký một nghị định là cho phép những cái công ty sản xuất thịt heo, thịt bò, thịt gà tiếp tục hoạt động với điều kiện là an toàn trên hết. Có nghĩa là phải đeo khẩu trang, rồi có nghĩa là phải giữ cách ly 6 feet và phải rửa tay sạch, đeo găng tay. Vì Tổng thống không muốn các siêu thị ở Hoa Kỳ không có thịt. Bởi vì nếu bây giờ không cho họ làm việc thì sẽ không có những công ty sản xuất thịt. Và quý vị, gà, vịt, heo, bò bên Mỹ nó có ngày có tháng. Nó nuôi đến cái ngày nào là phải làm thịt. Nó nuôi đến ngày nào mà quá không làm thịt là già bỏ. Làm như vậy dân chúng sẽ thiếu vấn đề dinh dưỡng. Tổng thống ra lệnh cho các công ty thịt lớn, chẳng hạn như quý vị biết mấy ngày hôm nay là công ty Tyson Food là công ty lớn thứ nhì của nước Mỹ, công ty Smithfield là những công ty sản xuất trứng gà, thịt, vân vân. Bởi vậy cho nên rất nhiều người than phiền là đề phòng cái vấn đề giá cả nó gia tăng thì bây giờ Tổng thống cho tiếp tục hoạt động. Đó là cái giải pháp hay. Đồng thời Tổng thống vẫn cấm không cho du lịch vào Hoa Kỳ, không cho nhập cư vào Hoa Kỳ trong 60 ngày. Bây giờ thêm một chi tiết, cấm những chuyến bay từ Ba Tây, Nam Mỹ đến Mỹ. Là vì ở Nam Mỹ bây giờ rất nhiều vấn đề gọi là virus Vũ Hán. Tàu cộng ở Nam Mỹ đông lắm. Nó qua nó làm ăn với tự những cái quốc gia nghèo ở bên đó. Nó đút lót, ở đâu nó cũng có cả. Cho nên Tổng thống rất sáng suốt cấm những chuyến bay ở Nam Mỹ và Hoa Kỳ. Là vì có một số tàu nó đi vòng. Lâu nay đã cấm từ bên tàu vào Mỹ. Thì bây giờ nó đi vòng từ bên tàu nó qua bên Nam Mỹ, giờ Nam Mỹ nó vào Hoa Kỳ. Cho nên Tổng thống cấm luôn. Rồi kinh tế vẫn tốt đẹp. Dầu hỏa vẫn hạ giá và còn hạ giá nữa. Cho nên quý vị, cho đến giờ này ông Đại Uy Lộc Ohio cho tôi biết hôm nay bên đó cũng chỉ có $1.20. Ở Wisconsin vẫn dưới 90 cent. Ở bên Houston ông Chiếu cho biết cũng vào khoảng độ một sắp sửa dưới $1. Đó là một cái điều rất tốt. Ở Atlanta đồng bào cũng gọi cho tôi biết rằng là giá dầu hỏa càng ngày càng thấp và bà con rất thích và làm ăn thành công vô cùng. Cho nên Tổng thống khen tặng tiểu bang Texas
là bắt đầu mùng 1 tháng 5 này họ cho phép mở cửa hết. Rồi Tổng thống cũng lúc đầu nói rằng là không thích Georgia vì mở cửa quá sớm. Nhưng bây giờ cho đến mấy ngày hôm nay tình thế rất tốt đẹp. Cho nên đến ngày từ 1 đến 15 tháng 5 này hầu như trên 40 tiểu bang Hoa Kỳ trở lại hoạt động bình thường. Chỉ có một vài tiểu bang Dân Chủ cà chớn vẫn còn muốn kéo dài để phản đối Donald Trump. Ông ấy chửi liền. Ông ấy bảo rằng là các tiểu bang mà cứ đòi năn nỉ liên bang giúp đỡ tiền bạc, đó là một cái điều không nên làm. Chứng tỏ rằng các tiểu bang mà đòi tiền nhiều quá là những tiểu bang thất bại, không biết cách điều hành tiểu bang của mình. Đặc biệt, ông ấy nói thẳng, Illinois là tiểu bang có Chicago. Còn những cái tiểu bang khác họ không đòi tiền. Cho đến giờ này chỉ có thằng Andrew Cuomo xấu hổ, bây giờ lộ ra nhưng bây giờ cũng hết. Lúc đầu thì nói rằng là không đủ máy trợ hô hấp. Cuối cùng FBI tìm ra nó có 5.000 máy ở trong nhà kho mà nó không dùng. Nó để dân chết. Cho nên cái đảng Dân Chủ New York bị chửi. Sau đó nó đòi không có chỗ nằm bệnh viện hết giường. Tổng thống cho luôn cả một chiếc tàu, 1.000 giường bệnh. Cuối cùng đậu đấy cả tháng trời bây giờ mới có 80 cho đến 100 người. Mà trong đó đa số không phải là những người bệnh virus mà toàn là những cái bệnh tim, bệnh huyết bình thường. Bởi vậy cho nên bây giờ Tổng thống bảo thôi mày không dùng nữa, đem đi chỗ khác để dùng. Cho nên cái tàu đã sắp sửa nhổ neo để ra đi. Rồi thứ ba, cái tên Andrew Cuomo đòi tiền thì Tổng thống cho 50 tiểu bang chia đều, mỗi tiểu bang 1 tỷ. Thì đến lúc mà chia đều như vậy nó lại la làng, vì nó bảo các tiểu bang cái ít người mà cũng được 1 tỷ, tiểu bang nó đông người là lỗi tại nó. Cho nên chúng ta thấy rằng Donald Trump tuyệt vời trong vấn đề lãnh đạo quốc gia của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.